Theo lịch, ngày 1 tháng 9 là tới đợt điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, nhưng do trùng với dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nên việc điều chỉnh có thể lùi lại đến ngày 5 tháng 9. Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng trên thị trường Singapore những ngày qua tăng so với giá tại kỳ điều chỉnh gần nhất. Cụ thể, tính đến ngày 26 tháng 8, giá xăng A95 là 111,05 đô la Mỹ một thùng, xăng A92 là 108,1 đô la Mỹ một thùng, dầu diesel là 149,1 đô la Mỹ một thùng. Trên thế giới, thời điểm đầu ngày 30 tháng 8 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ở mức 96,7 đô la Mỹ một thùng, dầu thô Brent giao dịch ở mức 105,1 đô la Mỹ một thùng, tăng 4,1 đô la Mỹ, tương đương với 4,06%. Đại diện một doanh nghiệp kinh doanh đầu mối cho biết, với việc giá xăng thành phẩm tại thị trường Singapore và dầu thế giới tăng mạnh, nhà điều hành sẽ phải tính toán tăng giá bán lẻ mặt hàng này ở trong nước. Mức tăng còn tùy thuộc vào trích lập quỹ bình ổn giá và diễn biến giá dầu trước ngày điều chỉnh. Nhưng với xu hướng hiện tại, được dự báo sẽ tăng khoảng 1.500 đến 2.000 đồng một lít. Trường hợp quỹ bình ổn giá được nhà chức trách sử dụng thì mức tăng sẽ ít hơn. Trước đó, tại kỳ điều chỉnh ngày 22 tháng 8, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã giữ nguyên giá xăng và tăng giá các loại dầu. Theo đó, xăng E5-RON92 giữ nguyên mức 23.725 đồng một lít. Xăng RON95 cũng đi ngang so với kỳ điều hành trước, ở mức giá 24.669 đồng một lít. Giá dầu diesel tăng 850 đồng một lít, giá bán không cao hơn 23.759 đồng một lít. Giá dầu hỏa là 24.056 đồng một lít, tăng 736 đồng một lít so với giá bán lẻ hiện hành.